Trên ban thờ nhà chúng ta ấy, hầu như là nhà ai cũng sẽ có ba cái hũ là muối này, gạo này và nước, và hũ nước đặt ở giữa hai hũ muối và gạo. Và mọi người thì mặc nhiên cứ tưởng là cứ đặt như vậy là cứ đến cuối năm là mình bao sái bàn thờ hết ông công ông táo ấy, ngày ấy mình vào sái bàn thờ thì mình thay hũ muối gạo nước, nhưng thực tế là không phải như vậy. Chúng ta lên thay hũ muối gạo nước trên ban thờ là ít nhất là 2 tuần hay 3 tuần, hoặc có thể là 1 tháng chúng ta thay một lần, chứ chúng ta không lên là để 1 năm chúng ta mới thay một lần. Nên thay thường xuyên vì trên ban thờ nó rất là dễ bị bụi bẩn bám vào, và nước để lâu nó cũng không được tốt, và gạo muối cũng vậy, để lâu nó cũng sẽ ra nước và nó mốc ẩm ấy, nó sẽ không được tốt ấy, nên chúng ta nên thay như vậy. Mà để đặt ở trên ban thờ cho đúng ấy, thì thường thường ấy mình sẽ đặt là mình có thể đặt là xếp ba hũ gạo muối nước thành hình ngang hoặc là hình tam giác, theo thứ tự sắp xếp là hũ nước sẽ ở chính giữa, hai hũ muối và gạo là ở hai bên ấy, bên trái và bên phải. Vị trí đặt ba hũ muối gạo nước thì chúng ta nên đặt ở trước bát hương và sau mâm bồng ấy, trước bát hương và sau mâm bồng. Và mỗi cái hũ này thì nó cách nhau khoảng 5 đến 8 cm nhé. Còn cái vị trí đặt ấy, đặt ở ở đâu trên ban thờ nhiều khi nó cần còn phụ thuộc cả vào cái diện tích của ban thờ của chúng ta rộng hay hẹp ấy. Còn đối với ban thờ gia tiên ấy, chúng ta có thể đặt hũ muối nước hoặc là 1 cặp muối gạo thôi là đủ, hoặc là 3 hũ muối gạo nước.